Vâng, thưa quý độc giả của báo Dân Trí, tôi đang có mặt tại sân chơi công cộng của phường Phúc Tân, ngay sát bờ sông Hồng, và phía sau tôi là cầu Long Biên. Các bạn có thể thấy là mực nước đã ngang đến đùi tôi và sâu khoảng 1 mét. Cột đo mực nước ở bờ sông ở bên bến đò Ngọc Lâm thì từ chiều ngày hôm qua, ngày 9 tháng 9 đến sáng nay, sau 14 tiếng thì nước sông Hồng đã dâng lên khoảng hơn 2 mét và tiếp cận mức báo động số 1 cấp quốc gia. Có lẽ cái mực nước sông Hồng mà có lẽ từ cái năm 1996 đến bây giờ mới lại có một lần nước to như thế này vào đến trong cái bờ vở sông Hồng như thế này. Tại bây đến thời điểm này thì bây giờ nước còn đang cách mặt đường khoảng hơn 1 mét nữa thì sẽ ngập vào mặt đường. Nhưng mà tổ dân phố cũng đang triển khai công tác là đi rà soát các hộ dân, nếu mà có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ đưa đến nơi tránh an toàn.